Rồi mọi người ơi, mọi người comment số 2 giùm em ha. Em nên chuẩn bị qua mẫu thêm cho cả nhà mình luôn. Comment số 2 giùm em đi các chị ơi. Mẫu sau thì em có đủ cho các chị 5 size luôn nha. Ví dụ như chị nào mà chưa ưng cái mẫu hồi nãy thì mình có thể là tham khảo qua cái mẫu này luôn giùm em. Cả nhà mình comment số 2 giùm em với đi ạ. Để chúng ta săn ngay cái mẫu siêu phẩm này. Đây, dòng vải này là dòng vải mới của nhà váy Hemi luôn ha mọi người. Dòng vải lụa satin hàng cao cấp luôn các chị ơi. Lụa satin hàng cao cấp nha cả nhà. Rồi ok, chị Nguyễn Thủy này em hỗ trợ miễn phí ship cho mình luôn. Comment số 2 giùm em. Comment số 2 liên tục luôn đi mấy chị. Dòng vải này nè, đã cho mọi người. Cái này là body form đuôi cá rất là sang trọng. Body đuôi cá đang có 5 size S, M, L, 1X và 2XL, 40 cho tới 72 cân. Dòng vải này nó mềm, cực kỳ là mềm luôn mấy chị ơi. Và nó không nhăn, có lớp lót full cho các chị yêu nhà mình nha. Đây, mã sản phẩm em Ngân chuẩn bị ra mắt cho mọi người có mã là 6596 gạch ngang số thoại kế bên giùm em mấy chị nha. 6596 gạch ngang số thoại kế bên giùm em để mà mình có đơn hàng luôn. Mình mua hai sản phẩm á, mình mua hai sản phẩm ví dụ như là cái maxi hồi nãy với một cái đầm của em là mình sẽ được tặng một cái sản phẩm bất kỳ rồi đó mấy chị. Mình thích mã nào là em Ngân sẽ tặng cho mọi người mã đó luôn. Đây mọi người nhìn giùm em nè, đẹp quá. Hôm bữa cái đầm này bữa đầu tiên em bán quá trời được luôn mọi người. Mặc lên nó gọn người mà đẹp ghê hồn không, mặc lên đẳng cấp mà nhìn nó sang, nó quý phái như thế nào luôn á. Thật sự luôn, cái gam màu vàng này với lại cái họa tiết này với lại cái chất này em cũng chưa bao giờ em đi bán luôn. Thật sự luôn, hôm nay mới về và chỉ có mình nó mới có thôi mấy chị. Mã là 6596 gạch ngang số điện thoại. Hôm bữa đợt đầu em bán rất chạy luôn. Bây giờ em nhận cho các chị cũng có 10 chiếc thôi ạ. Em hết hàng luôn hả má mấy chị. Đẹp lắm cả nhà ơi, chị nào mà hôm bữa đã nhận cái mẫu này rồi cho em Ngân xin một lời bình liền được không ạ? Trời ơi, đánh cái hông đẹp quá mọi người ơi, sang dễ sợ ha. Giá em đầm này mấy chị ơi, một mức giá rất yêu thương cho một cái mẫu đầm đi ăn tiệc đi làm như thế này mấy chị. Không có mức giá nào 6-700 ngàn hết, chỉ có là 550 ngàn đồng miễn ship luôn nha các chị. Nên là bây giờ đặt luôn giùm em đi. Đặt luôn giùm em để mà mình còn có hàng nha cả nhà nha. Đặt luôn giùm em đi các chị. 6596 gặp ngang số điện thoại kế bên. Đây, cái mẫu này em làm cho các chị là một cái cổ V không hở nha mấy chị. Dắm tay làm cho mọi người, dắm tay loe thế này. Có chiếc phòng, cái vải này nó mềm lắm. Em làm cho mọi người cái vân loang và ánh tím tím như thế này là chắc chắn trên thị trường chưa ai có luôn. Vải nó mềm mà nó phủ cái bụng che cho mình nè. Đẹp quá mọi người ơi, mặc lên nó mát rượi à. Nó mát cực kỳ, nó mát một cách lạ lùng luôn á cả nhà ơi. Đây là chốt cho em nha, mẫu này sắp tới chuẩn bị mà coi trong gia đình mình sắp tới có đám cưới, hoặc là bạn bè mình mời mình đám cưới, hoặc là có những cái buổi dự tiệc nè, sinh nhật nè, đúng không mấy chị ha. Khai trương rồi ăn tân gia, mặc cái này cho em mọi người ơi, lên cái da trắng tươi luôn. Trắng mà trắng kinh khủng luôn mọi người. Thật sự mọi người thấy cái làn da em khi mặc cái đầm này không? Nó trắng và cái gam màu này không bao giờ là sợ bị đụng hàng. Cái bèo đuôi cá này mấy chị thấy không? Khi mà mình di chuyển nó có cái độ rung rinh nè. Đẹp không? Nó có cái điểm nhấn cho từng cái bước mình di chuyển luôn. Đẹp không mấy chị? Cái eo của mình làm eo trơn như thế này nè, có xếp nhíu hai bên tạo hình phong ngực cho mấy chị và làm cái gương mặt mình rất là duyên. 6596 gạch ngang số điện thoại giùm em nha. 5 size luôn, 5 size đầy đủ, 40 cho tới 72 cân. Như vậy nè mấy chị chịu mặc không ạ? Chất co giãn nha mấy chị, mặc lên nó mát lắm. Trời ơi, nó mát cực kỳ luôn. Và không bao giờ có cái chuyện mà bị kích cái hông, kích cái đùi, em chắc luôn. Bởi vì đây là một trong những cái dáng body em cảm giác thấy thoải mái nhất. Đồ body mà mặc như không mặc luôn nha mấy chị. Ví dụ như đầm xòe, ví dụ như đầm suông thì mình có cảm giác như vậy. Còn body này mà mặc như không mặc luôn mọi người, mát rượi luôn. Hàng mới luôn nha mấy chị. Đợt đầu tiên em bán gần sắp hết. Hôm nay em nhận thêm đúng 10 chiếc nữa thôi. Mà em like khúc cuối như thế này để cho các chị em nhà mình dễ đặt hàng luôn à. Nên là mình đặt luôn cho em nha. Mã sản phẩm em đầm này là 6596 gạch ngang số điện thoại kế bên. Giá chỉ có 550 nghìn đồng thôi, mua ngay một em siêu phẩm luôn mấy chị. Đẹp quá, cảm ơn chị yêu nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Lên luôn đi mọi người ơi, 6596 gạch ngang số điện thoại kế bên. Đặt luôn để mà mình còn có hàng ha. Phối cho em chiếc túi trắng như này nè. Đó, để mọi người có thể mặc đi làm, đi chơi, đi cà phê, đi dạo phố cũng được luôn ha mấy chị ha. Ở phía sau lưng làm dây khóa kéo cho mọi người nè. Giá chỉ có 550 thôi, miễn ship luôn cho các chị luôn. Ngày hôm nay mình sẽ được sẵn ship về tận nhà hết nha các chị ha. Tiết kiệm 20 ngàn khi ở Sài Gòn và 40 ngàn khi mà mình ở tỉnh. Còn mình mua hai sản phẩm bất kỳ thì em tặng cho các chị thêm một sản phẩm
bất kỳ luôn. Còn mình mua 4 sản phẩm thì tặng 2 sản phẩm. Chương trình này chỉ có tới ngày 9 tây tháng 6 thôi. 9 tây tháng 6 thôi nha cả nhà ha. Nên là tranh thủ giùm em. Và đặc biệt khách VIP mình còn được tham gia chương trình quay số trúng vàng SCC 4 số 9 thôi ha mấy chị ha. Chỉ kéo dài cho tới ngày 9 tây tháng 6 thôi cả nhà ơi. Nên là bây giờ tranh thủ giùm em. Hoặc là mọi người có thể là phối cho em một cái chiếc túi màu đen nha. Đây các chị, mình phối cho em chiếc túi màu đen như thế này nè, để mình mặc đi làm. Đó mấy chị thấy sai không? Mặc không bao giờ bị lộ bụng, em nói thật luôn, cái chất này nó co giãn như thế này, muốn lộ cũng lộ, muốn đường mấy chị. Và không bao giờ cảm thấy bị kích ngay chỗ phần đùi hoặc là phần chân gì hết nha. Em sẽ ngồi cho mọi người xem luôn. Chị nào chưa lên đơn cái mẫu 6596 này thì chốt đơn luôn giùm em nha. Bởi vì cái số lượng này hôm bữa em bán rất chạy luôn mọi người. Em bán là cực kỳ nhiều luôn. Ở và bây giờ em chỉ còn có đúng 10 chiếc nữa thôi. 10 chiếc cuối cùng để mà like cho mọi người thôi. Cái đầm này khi mấy chị ngồi nè, nó có cái đuôi cá ra, nên là mình nhìn cái dáng là mình thấy mình duyên không mấy chị. Nhìn dáng đầm thấy duyên, thấy đẹp liền luôn đúng không? Rồi nên là lên đơn cho em nha. 6596 gạch ngang số thoại. Đang có 5 size cho các chị, 5 size từ 40 cho tới 72 cân là mình sẽ có đơn hàng ha. Ok, chị Trúc Linh Nguyễn có đơn giùm em luôn. Chiều nay nếu như đùa mọi người ghé giùm em ba chi nhánh cửa hàng 454 Luyện Mắc Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú này, 837 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, và 263 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9, Thủ Đức giùm em, để mà mình mua luôn những cái sản phẩm mới. Tại vì những cái sản phẩm hot, những sản phẩm mới là em đã có cập nhật tại ba chi nhánh cửa hàng rồi. Và cái chương trình mà mua 4 tặng 2, mua 2 tặng 1, cũng như mua một sản phẩm tặng một cái voucher và quay mà trúng vàng cho những chị khách VIP á, thì nó sẽ diễn ra tới ngày 9 tây tháng 6 thôi ha. Đó là ngày mai, hết ngày mai là hết chương trình này, hết chương trình tặng luôn. Đây là ngày hôm nay mọi người tranh thủ, mọi người ghé em đi thật là sớm nha. Rủ bạn bè người thân mình ghé càng đông, tại vì mình mua càng nhiều thì mình trúng càng nhiều, đúng không mấy chị ha? Mình mua càng nhiều thì mình càng hời hơn rất là nhiều. Nên là mình tranh thủ giùm em ha. Chiều nay rảnh thì mọi người ghé ba chi nhánh cửa hàng giùm em. Ok, chị Trúc Linh Nguyễn có đơn, chị Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh có đơn giùm em miễn phí ship luôn nha. Miễn phí ship cho mọi người luôn. Cái chất vải này nó mát lắm mấy chị, nên là chị nào mà chưa lên đó thì chốt luôn cho em đi ạ. 6596 gạch ngang số điện thoại kế bên giùm em. Cái vải em đang mặc là vải lụa satin, gam màu vân là vân loan như thế này nè. Đó, đây là mấy chị thấy nó sang hơn không? Vân loan màu á, nó cảm giác là có màu tím, màu nâu, màu vàng phớt phớt và rất là khác so với những cái màu vàng em Ngân đã từng like. Nói chung là nó mới hoàn toàn luôn mấy chị. Nên là mình mặc lên là nó cực kỳ sang. Đó, cái da em mọi người thấy nó trắng hơn không? Mình mặc những cái màu vàng là tự nhiên cái da mình lên nó trắng tươi rồi mấy chị. Cái eo mình nó sẽ bé hơn, cái hông mình nó sẽ đẩy ra thì rất là đẹp luôn. Mã là 6596 gạch ngang số thoại giùm em. Đang có cho các chị 5 size từ 40 cho tới 72 cân là mình sẽ có đơn hàng ha. Eo dưới 90 giùm em là mình mặc sẽ rất là đẹp. Chị nào yêu thích thì chốt đơn giùm em ha. Hoặc là chiều nay các chị ghé ba chi nhánh cửa hàng để được mua thêm nhiều mẫu sản phẩm nữa nha. Và đừng quên là vào trang fanpage này nhấn like, nhấn follow giùm em để mà mình cập nhật thêm nhiều mỗi like. Tại vì sắp tới sẽ có rất là nhiều siêu phẩm hời đẹp nè. Đó, và phải nói là xuất sắc luôn cho các chị, nên là đừng bỏ lỡ một buổi like nào của váy em y ha. Và chiều nay mọi người nên nhớ là ghé ba chi nhánh cửa hàng thật sớm để mình hưởng ứng cái chương trình này. Bởi vì cái chương trình này chỉ diễn ra cho tới ngày hết ngày 9 tây tháng 6 thôi nha mấy chị. Và bây giờ là em Ngân cũng xin phép là kết thúc livestream tại đây. Cảm ơn mọi người đã đón xem live và theo dõi livestream của váy em y ha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại tất cả các chị yêu ạ.